Xin chào các bạn đã đến với kênh Thành Nhân Requestion. Và hôm nay, cách đây khoảng 4 ngày trước thì mình có lập một cái cuộc thăm dò ý kiến. Và đã có 63% là bình chọn thiết kế hình khẩu trang y tế. Cho nên hôm nay mình sẽ tiếp tục với thiết kế PowerPoint tập 5. Đó chính là thiết kế hình khẩu trang y tế. Ngoài khẩu trang y tế ra thì mình sẽ làm một cái thứ gọi là đơn giản nhất. Đó chính là khẩu hiệu 7K. Trước là khẩu hiệu 5K nhưng bây giờ đã lên thành khẩu hiệu 7K của Bộ Y tế. Nói chung là hôm nay mình chỉ làm tập 5 với hai nội dung. Đó chính là làm về khẩu trang y tế, tức là thiết kế hình khẩu trang y tế trên PowerPoint, và làm khẩu hiệu 7K của Bộ Y tế. Thì đầu tiên, để mà làm khẩu trang y tế thì chúng ta cần phải vẽ một cái bức hình sao cho giống y như thật. Đây, mình sẽ lấy mẫu trên Google cho các bạn xem nhé. Ở đây có các loại khẩu trang y tế. Đây, ví dụ như là cái khẩu trang y tế, cấu tạo và nguyên lý phòng độc. Cái này mình lấy hình ảnh trên mạng, chứ không phải là tự chụp ảnh xong rồi mình gửi lên bài lên mạng đâu. Cái này mình lấy hình ảnh trên mạng mà. Khẩu trang y tế hình thường là có cái màu, đó là màu xanh, màu xám, màu trắng. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái phần trên, vẽ hai đường thẳng, làm thế nào để làm sao cho giống y như thật. Đấy, thì cách làm khẩu trang y tế rất là đơn giản trên PowerPoint. Cái này thì mình chỉ làm mặt phẳng thôi, chứ những cái mặt méo như là một người phụ nữ chẳng hạn, người phụ nữ đeo khẩu trang y tế chẳng hạn. Đấy, một em bé đeo khẩu trang. Đấy, thì để làm một cái khẩu trang y tế thì chúng ta cần phải làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái hình chữ nhật hoặc là hình rounded rectangle. Bình thường là mình sẽ vẽ hình chữ nhật. Sau đó chúng ta sẽ dùng hình chữ nhật này vẽ kích thước sao cho giống với hình chữ nhật, và kích thước mà bạn muốn là bao nhiêu thì chúng ta cùng xem ở phần format. Ở đây mình cho ví dụ là height là 8.91cm và width là 20.16cm. Thì để làm được cái khẩu trang như này thì chúng ta sẽ có một cái hình chữ nhật như vậy. Đấy. Bước tiếp theo chúng ta cũng có thể chọn màu. Chọn màu sao cho là đúng. Ví dụ như là chọn Morphe đi. Chọn màu xanh da trời nhá. Chọn màu xanh da trời. Hoặc màu khác cũng được, miễn là màu xanh lam. Ok, 53199251. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ chọn shape outline là màu trắng nhé. Width thì chọn 4/1/2 pt, vì mình vẽ theo chiều cao của màn hình. Rồi, như vậy chúng ta đã tạo thành một cái mặt hình chữ nhật khẩu trang như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ thêm một cái hình khác, hình oval hoặc là hình chữ nhật, hình rounded rectangle cũng được. Chúng ta sẽ chọn rounded rectangle để vẽ cái dây của khẩu trang. Các bạn cứ vẽ thế nào sao cho tùy thích. Đây, mình vẽ theo dạng là này cho bạn xem nhé. Dùng shape outline màu trắng và độ dày là theo đúng kích cỡ của độ dày. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái hình chữ nhật này bring to prawn. Đấy, giống y hệt với một cái khẩu trang mà chúng ta hay sử dụng, đó là khẩu trang y tế. Rồi, nếu mà kéo dài thì chúng ta sẽ kéo dài đến đây và sửa lại cái mép của cái hình chữ nhật. Đấy, như vậy là nó sẽ trông hơi giống, nhưng mà mình làm nó hơi lầy tí bởi vì lần đầu làm mà. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một cái viền của hình chữ nhật, hoặc nếu bạn thích thì bạn sẽ vẽ một tí hình chữ nhật và tắt fill, tắt outline. Sau đó bạn dùng eyedropper để đo với màu mà mình muốn. Eyedropper đổ cái này, à không phải text, cái này. Sau đó chúng ta sẽ chọn đến no morphe color. Chúng ta sẽ kéo cái này giảm xuống. Rồi,
như bạn đã tạo thành hình một cái màu viền bên trong khẩu trang là màu xanh. Không biết mình có làm đúng hay không. Sau đó chúng ta sẽ copy hành phần nhé, copy hành phần khoảng cách là nhiều đây, để mình sẽ dùng cái shape để đo khoảng cách của cái hình này. Hết là 1,03 nhé, 1,03 cm. Đây chúng ta sẽ làm tương tự như vậy cho đến khi hết dòng là thôi. Mình sẽ xóa ở phần dưới nhé, và mình sẽ làm 6 thanh. Rồi chúng ta sẽ group nó lại 6 thanh, nhưng mà chúng ta sẽ align center và group lại. Đấy, đo cho đúng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp một cái thanh màu trắng ở trên để tạo thành một cái gấp khẩu trang. Lần trước thì mình có làm về video làm khẩu trang bằng giấy thủ công, cách đây khoảng mấy tháng trước mình đã từng làm rồi. Nhưng mà lần này mình sẽ làm trên PowerPoint để biết sao cái này có giống với khẩu trang thật hay không. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đo với kích cỡ như vậy. Đây cho bạn xem nhé, 8,88 cm và hết là 0,3 cm. Đấy, đo như thế nào để cho cái hình khẩu trang y tế nó giống như thật như trong bức hình này. Đây, khẩu trang y tế là như vậy, nó có mấy cái chấm các kiểu, nhưng mà mình nghĩ là không thể nào mà làm được. Vậy là mình đã làm xong cái khẩu trang y tế rồi nha các bạn nhé. Làm rất là đơn giản, và cái khó của cái việc làm khẩu trang y tế là nó có cái hình chấm các kiểu. Đây cho bạn xem lại hình ảnh nhá, chấm như vậy. Với cả khẩu trang này trong bức ảnh là Bisu nhá, hộp bìa tên là Bisu 4 lớp. Đấy, một hộp khẩu trang y tế có tên hiệu đầy đủ. Còn đây là hộp khẩu trang Protect Max, nó có tên thương hiệu nhé, nó có tên thương hiệu, không biết là tên thương hiệu nào. Gomas, khẩu trang kháng khuẩn có logo là Gomas. Đấy, để mà làm khẩu trang có tên thương hiệu y như thật thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn text box, cho các bạn ghi là gì cũng được, và các bạn thử gõ chữ là Indonesia đi. Khẩu trang xuất khẩu tại Indonesia. Sao cho chữ này là ở chính giữa nhé, ở chính giữa. Fill của cái chữ này các bạn nên dùng tô cho đúng. Đây, Indonesia. Và cho chữ đậm. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn muốn làm gì thì làm. Thế nhưng mà để mà thích đổi phông thì các bạn dùng phông chữ nào cũng được. Ví dụ như mình dùng phông chữ VN Ariang 3, Ariang 2 đi, FN Ariang 2. Còn các bạn muốn đổi tên thương hiệu thì các bạn đổi tên như sau. Ví dụ như là nếu bạn không thích Indonesia thì tên là Thuần Việt, khẩu trang Thuần Việt. Đấy, ok. Còn tên của mình sử dụng là Thành Nhân Vacation cho nó đúng. Do cái chữ Thành Nhân Vacation nó có hai dòng nên mình sẽ kéo giãn đi. Đấy, các bạn nhớ chưa? Chữ Thành Nhân Vacation. Vậy là mình đã làm xong một cái khẩu trang y tế trên PowerPoint. Nhìn chung chung là nó cũng giống với khẩu trang y tế mà các bạn hay sử dụng để đi ra ngoài đường. Và đặc biệt là các bạn ra ngoài đường các bạn nhớ phải đeo khẩu trang nha. Chứ nếu mà không đeo khẩu trang thì người dân sẽ xử phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng dành cho những người mà không đeo khẩu trang. Vì thế mọi người cũng phải cẩn thận và thực hiện nhá. Ok.
Ở đây các bạn có thể thấy đây là ảnh bìa trên Facebook mà mình đã làm trên PowerPoint. Đây. Đây là khẩu hiệu 7K nha các bạn nhé, do mình tự làm. Ở đây có khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, kiểm soát biên giới, khu cách ly an toàn. Và ý nghĩa của khẩu hiệu 7K thì các bạn tự lên mạng nhé, tự lên mạng tìm hiểu. Còn đây chỉ là giới thiệu về cái khẩu hiệu 7K. Thì ở đây mình làm cái khẩu hiệu 7K làm bằng Smart Art nha, Smart Art. Và mình chọn là Cycle nhá, Cycle hoặc là đọc là Cycle cũng được. Và mình có chọn là Radiant Cycle. Đấy, Radiant Cycle. Thì Radiant Cycle có nghĩa là bên trong của trung tâm là tiêu đề, và cái bốn hình tròn ở trên là có nghĩa là nội dung của ký tiêu đề này. Đấy, nội dung của ký tiêu đề này. Giống như là hồi các bạn giảng thì có phần mở đầu, ví dụ như là tập hợp, tiêu đề là tập hợp, phần 1 là khái niệm, phần 2 là tổng quát, phần 3 là công thức, phần 4 là luyện tập này. Đấy, tổng quát nội dung là như vậy. Thì để làm một cái khẩu hiệu 7K thì chúng ta nên làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn Insert, sau đó chúng ta sẽ chọn Smart Art, chọn Cycle. Và các bạn có thể chọn cycle có tiêu đề ở trung tâm nhá. Có tiêu đề ở trung tâm, ví dụ như là Hexagon Radiant, Radiant Cycle, Basic Radiant, Diverging Radiant, Radiant Cursor. Các bạn chọn thế nào cũng được nhá. Nhưng mà mình cũng thích chọn cái Radiant Cycle. Đấy, Radiant Cycle. Ở đây chỉ có là bình thường thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ viết tiêu đề. Viết tiêu đề bình thường hay là viết hoa, nhưng mà mình thích viết thường cho nó đúng. Ví dụ như là mình viết là khẩu hiệu 7K. Khẩu hiệu 7K. 7K viết hoa nha. Chữ K viết hoa không nên viết thường. Viết thường là nó sẽ không đúng. Rồi, để mà cho cái này to lên một tí, các bạn chỉ cần kéo cái này lên. Khá là đơn giản. Để cho cái dòng này muốn đi xuống thì chúng ta cần phải làm như sau. Chúng ta sẽ sử dụng cái này hoặc là cái này. Cho cái này phóng đỏ lại và chữ 7K đi lên. Các bạn muốn làm gì thì làm nhé. Rồi, và cái này các bạn có thể đổi phông chữ cũng được. Như là các bạn dùng phông chữ FPN Avo chẳng hạn, hoặc là FN Helvetica. Các bạn chọn phông chữ FN Helvetica Neon đi, để tạo thành một khẩu hiệu 7K. Cái này chữ khẩu hiệu nó có hai dòng. Đây, chữ 7K là cho chữ đậm. À, cả khẩu hiệu 7K cho chữ đậm nữa. Chữ đậm hết. Rồi, bây giờ cho chữ có cái viền bóng nhé, cho nó đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ làm từng cái khẩu hiệu một. Đầu tiên là các bạn ghi chữ là khẩu trang. Khẩu trang ghi đúng chính tả và không được ghi sai chính tả. Vậy là mình đã làm xong cái khẩu hiệu 7K. Và nếu muốn thì chúng ta có thể chọn đến phần Smart Art. Các bạn chọn kiểu nào cũng được. Ví dụ như là kiểu này đi, Bird Ice Cream, nhìn rất là đẹp. Và màu thì các bạn có thể đổi cho nó tăng phong phú hơn, như là Colorful Range.
Ascension 4-5, Ascension 5-6, Ascension 3-4, Ascension 2-3, còn đây là Ascension Color. Đấy, có rất nhiều kiểu các bạn tha hồ mà chọn nhé. Ví dụ như mình chọn cái này, Ascension Color 5-6, rất là đẹp. Và tắt shadow nha. Đấy, để tạo được một cái khẩu hiệu 7K là như vậy. Nhưng mà mình thích nhất là cái Ascension có cái màu 3-4. Rồi, các bạn muốn đổi cái nào cũng được nhé. Đây, Metallic Sand khá là đẹp luôn. Một cái khẩu hiệu 7K nhìn trông rất là đẹp. Và thiết kế là do mình làm nhé. Mình làm bằng Smart Art nhé. Smart Art trông rất là đẹp và tiện lợi để các bạn có thể sử dụng cho cái bài giảng của các bạn để tăng phong phú hơn nhé. Ok, vậy là mình đã làm xong hai nội dung, đó chính là làm về khẩu trang y tế và làm khẩu hiệu 7K trên PowerPoint. Thì làm hai cái này thì nói chung chung là nó cũng có ý nghĩa về đại dịch Covid-19. Cho đến thời điểm hiện tại bây giờ là đang là có cái dịch Covid-19. Vì thế là mọi người cũng nên hạn chế ra ngoài đường nhé. Hạn chế ra ngoài đường. Và tụi mình sẽ làm video ngay tại nhà. Nếu mà tình hình dịch mà ổn thì mình sẽ làm video ngoài trời cho bạn xem. Nhưng mà bây giờ hiện tại là mình đang làm video ở nhà. Video ở nhà nhé các bạn nhé. Ok. Và hiện tại kênh của mình đang chính thức gọi là đăng video đi du lịch ở Sapa. Đăng lên kênh chính của mình, chứ không đăng lên kênh Fan Club nhá. Thì kênh Fan Club sẽ chuẩn bị ngừng hoạt động. Vì thế là mọi người nhớ đăng ký kênh Thành Nhân Vacation để giúp kênh của mình phát triển hơn nhá. Ok, và hiện tại các video mới nhất ở đây đó chính là Animus Bãi Biển Vẻ Hè 2013-2021. Phim hoạt hình hay dành cho bé được 10 lượt xem, trong đó có 3 lượt thích và không có lượt không thích. Ăn thử nướng ngói tại nhà hàng Nướng Ngói Gia Bảo được 14 lượt xem, 1 lượt thích, không có ai thích. Thưởng thức các món ăn đồ uống tại quán cà phê 9 lượt xem, được 1 lượt thích và không có ai thích. Tham quan và mua đồ lưu niệm tại My Souvenir được 3 lượt thích, 24 lượt xem. Tham quan quán cà phê Homestay Lá Da Spa phần 2, 4 lượt thích. Và tham quan quán cà phê Homestay Lá Da Spa phần 1 được 25 lượt xem với 4 lượt thích. Nói chung là mấy cái video liên quan đến Sapa mình sẽ đăng thẳng luôn lên kênh chính của mình, chứ không đăng lên kênh Fan Cup. Vì kênh Fan Cup sang tháng 6 là sẽ ngừng hoạt động. Tại vì có cái mấy cái kênh mà không quản lý được ấy, kênh Fan Cup và Vlog. Nó là hai kênh riêng biệt. Nếu mà đăng lên hai kênh riêng biệt thì số lượng đăng ký nó sẽ ít đi. Vì thế mình sẽ đăng lên kênh chung là chủ yếu nhá. Ok.